Sau đây chúng tôi xin tường thuật trực tiếp món tôm chiên giòn vào đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chuẩn bị nguyên liệu cho hai đội ra quân với đội hình tôm, cà chua, hành, tỏi, tiêu, đường. Chúng ta thực hiện món này với huấn luyện viên Alfred Riddle, huấn luyện viên trưởng đội tuyển. Nồi và chảo. Đầu tiên chúng ta mua tôm về rồi cắt bỏ đầu. Trọng tài, ban trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Ngay phút đầu tiên, cậu Vinh đã đem rửa sạch tôm để ráo nước. Sau đó Ngọc Biểu tung được phát bóng. Chuẩn bị phần nước sốt cà chua cho Trọng Hoàng. Trọng Hoàng lui về, bắc chảo lên bếp, đợi chảo thật nóng. Chúng ta cho Văn Quyết vào thật gay cấn. Cả hai đội đang tranh giành phi hành tỏi ở khu vực giữa sân. Kế tiếp bỏ tôm vào cho Minh Phương từ cánh trái băng lên, đưa bóng bay thẳng vào. Chảo với một ít đường, muối, bột ngọt cho vừa ăn, rồi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng đổ nước sốt vào. Trận đấu khi ăn nhớ dẫn trước Thái Lan 1-0.